Theo đông y, lẹo mắt xuất hiện là do phong nhiệt bên ngoài xâm nhập vào cơ thể non nớt của trẻ, hoặc do ăn quá nhiều thứ cay nóng khiến hỏa độc ức kết ở tỳ vị cũng là nguyên nhân gây bệnh. Vì thế, không khó hiểu vì sao trẻ lại là đối tượng thường xuyên mắc bệnh này nhất. Lẹo mắt là gì? Lẹo mắt là một trong những loại bệnh viêm nhiễm ở mắt lành tính và nếu không điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều biến chứng cho trẻ, thậm chí gây nhiễm tụ cầu khuẩn ở vùng mắt. Dấu hiệu nhận biết trẻ đang mắc bệnh lẹo mắt là khi trẻ cảm thấy khó chịu ở mắt, chảy nhiều nước mắt và có thể trẻ bị đau mi mắt kèm theo sự xuất hiện của khối sưng nề đỏ. Bên trong có nhân vàng tương tự mụn nhọt nằm ngay ở chân các lông mi. Cách gì giúp điều trị lẹo mắt ở trẻ hiệu quả? Có nhiều cách chữa lẹo mắt như dùng khăn nhúng nước ấm rồi áp lên mi mắt cho trẻ, dùng túi trà ấm đặt lên vị trí mụn lẹo vài phút. Đặc biệt, có một cách điều trị lẹo mắt nhanh chóng và rất nhiều mẹ áp dụng để chữa cho trẻ, đó là dùng sữa đậu nành để trị lẹo mắt. Nguyên liệu gồm có sữa đậu nành, vừng đen, mật ong. Cách làm: đầu tiên, mẹ cho sữa đậu nành vào đun sôi, cho thêm 2 thìa canh vừng đen và trộn đều tay để nguyên liệu hòa vào nhau. Sau đó, hòa thêm vào nồi sữa 1 thìa canh mật ong để tạo độ ngọt cho sữa, đồng thời tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ. Với công thức này, mẹ nên cho trẻ uống một lần vào mỗi buổi sáng sau khi ăn điểm tâm. Chỉ cần thực hiện phương thức này liên tục trong nhiều ngày, đến khi trẻ hoàn toàn không còn cảm giác khó chịu ở mắt và mụn lẹo cũng xẹp hẳn thì ngừng lại. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị bệnh lẹo mắt cho trẻ, mẹ nên hạn chế cho con ăn hành, tỏi, ớt, hẹ, không ăn những thức ăn có tính nhiệt như dê, thịt chó, thủy hải sản để tránh bệnh tình thêm phức tạp. Cách phòng mụn lẹo cho trẻ mẹ nên lưu ý: rửa tay thật sạch trước khi nhỏ mắt, vệ sinh mắt cho con. Tránh để trẻ dụi mắt quá mạnh, đặc biệt vào những chỗ đau và đang sưng to vì dễ làm mắt bị nhiễm khuẩn nặng hơn. Thường xuyên vệ sinh đồ chơi, vật dụng, chỗ ở xung quanh cho trẻ. Khi thấy mắt trẻ xuất hiện mụn lẹo, mẹ nên chữa ngay để tránh trường hợp mọc mủ và mắt chảy máu. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.